Xin chào tất cả các bạn, quay lại với channel của mình. Và hôm nay trên tay mình đây là chiếc Apple Kit và đang bị vỡ kính con này của khách đấy. Và hôm nay mình sẽ làm video là khắc phục lại tình trạng vỡ kính cho con này nhá. Đây tình trạng máy mình đang vỡ kính nhá. Đây có những tẻ chưa, và mình sẽ tháo ra. Tình trạng máy này nguyên bản các bạn nhé. Chưa, con này chưa sạch sữa sẽ thế gì. Đấy, các bạn có lúc nào nhu cầu mà khắc phục lại điện thoại thì cứ gửi về bên mình nhé, bên mình sẽ làm hết, kể cả từ xa cũng làm. Đây mình sẽ tháo ra. Đây, chỉ có một cái két. Tỉnh nhé. Khách này là khách ở bên Trương Mỹ gửi về cho mình. Các bạn mua bán có thể thắc mắc, có thể là ADD cho mình thì hoặc là gửi về cho mình theo hoặc liên hệ mình qua Facebook của Zalo. Các bạn muốn thêm chi tiết thì cứ gọi trực tiếp cho mình, nó nhanh gọn, Facebook. Đây, mình sẽ tháo cho các bạn xem. Mình sẽ làm khắc phục cho các bạn xem. Nhưng mà quá trình khắc phục thì các bạn mất thời gian lâu lắm, nên mình chắc là không xem được. Các bạn chắc là các bạn không thể xem được cùng mình. Camera sau này. Để pin mình tháo pin ra. Máy này máy nguyên bản nhé. Chưa sửa chữa thì pin chắc. Đây có nick cắm sạc, có nick màn như vậy. Đây có nick màn. Đây là cáp ứng các bạn nhé. Và các bạn trong quá trình đợi mình, các bạn chờ mình trong vòng ít phút cho các bạn. Chào các bạn. Vậy là bây giờ mình đã phục hồi từ chiếc màn vỡ của mình vừa xong và đã lành như này rồi. Và mình ở đây mình giới thiệu phân tích cho các bạn là màn hình Apple F1 VKS sẽ chia ra hai lớp. Một lớp là lớp màn hình hiển thị này, một lớp là kính này. Kính này có chức năng, có nghĩa là kính liền luôn cả cảm ứng nhé các bạn nhé. Nếu mà chiếc Apple F1 VKS của bạn hay là các bạn mà bị vỡ, mà bị chết điểm cảm ứng này, liệt cảm ứng này, mà hiển thị bên trong này, biểu hiện này thì vẫn hiển thị đẹp, thì các bạn có thể là đi ép lại kính nhé. Bình thường và trị giá ép kính bây giờ là nó chỉ rơi vào hơn 200.000 thì các bạn nhé, rất rẻ nhé. Và linh kiện Oppo thì nó rất rẻ. Và bây giờ mình sẽ lắp ráp cho các bạn xem nhé. Đây vẫn là lọ keo này, mình sẽ bôi vào cái kia này. Đây mình sẽ bôi vào viền. Mình sẽ bôi viền vào. Đấy, các bạn có nhu cầu muốn thắc mắc gì thì cứ ai đây hỏi mình tự nhiên. Mình thì thoải mái lắm, mình không như người ta đâu, ích kỷ. Mà hỏi không thèm nói, không trả lời. Mình thì các bạn cứ hỏi thoải mái. Nhiều khi mình hôm mình làm mệt thì mình sẽ không thể AD cho các bạn được.
như hôm nay tâm trạng tốt thì các bạn ở đây cứ thoải mái tự nhiên. Đấy. Và phải một chiếc điện thoại, nói chung là cũng với những máy vỡ kính đây các bạn nên cái kính ấy, không được tự bọc, với những mặt thay màn hình thì các bạn tự bọc. Nhưng mà theo mình thì các bạn không nên tự bọc, nhất là sẽ gây ra hỏng điện thoại các bạn. Và mình đã gắn màn thành công, và tiếp đến gắn màn thành công thì mình sẽ lắp main vào. Đây là main nhé, đây là main của mình, và mình sẽ lắp main vào. Bên mình thì chủ yếu là thay thế ép kính nhé. Ngày trước thì mình có hay mày mò sửa chữa, nhưng bây giờ bận việc. Thứ nhất mình bận bán hàng, và thứ hai là mình còn nhiều cái nữa, đâm là mình không thời gian. Mình thứ hai là mình còn đi tán gái nữa. Các bạn nữ nào mà chưa có người yêu thì có thể là AD cho mình luôn được. Nên mình kết bạn làm quen luôn ạ. Làm quen để nói chuyện đấy nhá, chứ không phải làm quen để yêu đâu. Mình là mình có người yêu rồi đấy. Mình chỉ chờ hỏi cô ấy là cưới thôi, chứ không phải là. Đây mình sẽ lắp pin vào. Mình sẽ khởi động nguồn lên xem là thiết bị thế nào rồi. Đây ạ. Mà hình lên bình thường, và mình sẽ đặt xuống đây, và mình sẽ vận ốc vào. Điện thoại từng rất thiết thì rất tròn. Vừa là đam mê, phải có cái niềm vui riêng. Thứ nhất là đam mê, và thứ hai là ốc rất nhỏ. Thứ hai là mình phải cần cù lì, chứ không phải là vội bước là các bạn hỏng hết máy đấy nhé các bạn. Chứ không phải là thích các bạn nhìn thấy mình làm dễ dễ, các bạn tháo ra các bạn xem bên trong nó như thế nào. Trong mình làm thôi, nhiều lúc mình còn hỏng đầy của khách. Có phải là mình không làm hỏng, mình nhiều cái mình có thể mình làm được, có khi đôi cái mình sơ suất mình cũng làm hỏng được. Nói chung là cái điện thoại này thì không thể tránh được rồi. Nên mình cứ cẩn thận ít nào hay ít đầy. Hỏng máy của khách khổ, mệt lắm, đau đầu lắm, không như các bạn nghĩ đâu. Còn nhiều cái dữ liệu của khách về dạy tinh thì không sao, họ có tính họ đầy nhất thì sấp mặt để các bạn. Bây giờ mới dậy mình đã ráp lên xong các bạn nhé. Vậy mình đã ráp lên xong. Và bây giờ mình sẽ lắp cái lắp đây vào. Vâng, và mình đã dắt main ok nhé. Đấy. Mình đã dắt main, còn main ốc là mình sẽ vặn nó nốt. Với những việc làm như này thì các bạn cứ tần mần là ra hết mà. Đấy.
Và khi nhiều khi mình cũng muốn khóa học về phần cứng lắm, nhưng mà mình nói thật là mình thủ thuật mình không có thời gian nữa. Mình không có thời gian rồi các bạn ạ. Mình thì ở Hà Nội các bạn nhé. Mình thì người Hà Nội nên nói giọng không được hay chứ. Còn mình anh cho người Lam này. Mà anh vừa làm rồi vừa nói chuyện rất hay. Mình thì mình nói chuyện này không được hay cho lắm nhé các bạn nhé. Đấy, mình đã hoàn thiện xong, mình sẽ gắn cái đầu này vào. Và mình sẽ gắn cái đít này vào. Đấy, mình đã gắn thành công. Vâng, và mình đã phục hồi thành công chiếc F1 VKF này. Đấy. Và mình đấy, các bạn nhìn gì chưa? Và mình đã còn công việc để mai khô keo thì mình sẽ vệ sinh qua lại cho khách. Lại cho khách tỉnh ở xa. Đây là một ông anh ở trên ở xa và đã quen mình qua YouTube và anh đấy gửi cho mình. Và chúc các bạn xin chào tất cả các bạn và chúc bạn thành công nhé.